Excuse me, you speak English? Biết tiếng Anh nhưng mà hơi nói tiếng Việt. Mình đang hỏi khách hàng ở đây thì họ thích món nào nhất? Theo con thì chắc là chập chê món Hàn Quốc. Là món thứ hai chắc là món gà Hàn Quốc. Tóm lại hôm nay thích có tâm trạng ăn món Hàn Quốc thôi. Chúc bạn ngon miệng nha. Yeah, okay, cảm ơn. All right.